Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình cho các bạn coi cái xe năng làm việc như thế nào nha các bạn. Xe năng 4 tấn làm việc như thế nào nha. Đó, đang vô đó bạn. Mình nhảy né ha. Xe năng này lại gần nguy hiểm lắm các bạn ơi. Chạy lên đây sáng giờ nâng hết hàng xuống các bạn ạ. Đây chạy lên cái bục này, chạy lên bục này nhưng chạy vô cái cong luôn rồi. Đây là cái thùng của cong nè bạn. Đây là cái bục, bục cong ve vô đây nha. Làm đi.
xe nào anh thấy quay phim anh lạ hỏi anh lạ hỏi làm gì. Đi ngang qua nó dằn chứ bắt đầu rất là nguy hiểm. À, đây còn cái cây đây, từ chỗ này nữa bạn, từ ở chỗ này mà nó dằn ngoài này bắn cái chiếu quần mà tới qua đây nè bạn. Lượm cái cây cho các bạn coi nha, rất nguy hiểm nha bạn. Cái cây mà nó dặn nó bắn cái chiếu cái là bay múc ngoài đây nè các bạn. Đó, các bạn coi nó nguy hiểm cỡ nào ha. Dặn ngoài đây nè. Thấy không? Đó, từ ra từ trong đó. Từ trong này nha các bạn. Dặn ghê nha các bạn. Bởi vì mấy bạn mà thấy xe năng làm việc nữa, các bạn tránh xa ra nha các bạn. Những cái vật này tưởng chừng như là nó không nguy hiểm nhưng mà nó bắn một cái là vô mà chừa một cái kẻ đường đi nha các bạn, kẻ đường đi. Rồi bên đây cũng vậy ha, chúng ta chừa một cái kẻ đường đi vô mà ở phía sau cũng phải có một cái đường đi nha các bạn, sau chừa lối đường đi đây nữa thì cứ hai cục sẽ sát nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.